Thưa quý vị, tại huyện Kiên Lương, nhằm phục vụ tốt cho khách tham quan du lịch tại khu du lịch chùa Hang Hồng Phụ Tử vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Trong những ngày qua, huyện Kiên Lương tích cực chuẩn bị và sẵn sàng đón du khách trong dịp lễ năm nay. Từ khi tiến hành cải tạo, chỉnh trang và làm mới một số hạng mục, khu du lịch chùa Hang Hòn Phụ Tử luôn được du khách chọn là điểm đến tham quan du lịch vào mỗi dịp cuối tuần hay trong những ngày nghỉ lễ. Chuẩn bị đón khách dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện còn tăng cường dọn dẹp vệ sinh toàn khu du lịch, tuyên truyền vận động các hộ dân kinh doanh ăn uống cùng các quầy kinh doanh mặt hàng lưu niệm niêm yết giá các sản phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm để phục vụ tốt du khách. Phối hợp với Ủy ban dân xã Bình An, cái thứ nhất là vận động cái số hộ dân buôn bán trong khu lịch Hòn Phụ Tử sắp xếp lại những cái vị trí gọn gàng để đảm bảo cho du khách đến tham quan có lối đi thông thoáng. Cái thứ hai nữa thì cũng phối hợp với chỗ công an xã Bình An, chúng tôi đảm bảo cái công tác an ninh trật tự, giữ cái an ninh trật tự cho du khách đến khu lịch trong cái dịp lễ 2 tháng 9 của năm 2023. Nhằm tạo vẻ mỹ quan tại khu du lịch, huyện Kiên Lương còn tiến hành trang trí đèn chiếu sáng, đèn màu và treo cờ tại khu vực cổng ra vào của khu du lịch, tổ chức bố trí khu vực bến bãi đậu xe ô tô, xe du lịch cho du khách, bố trí khu vực hoạt động của xe điện chở du khách cũng như khu vực đi bộ của du khách vào khu vực chùa Hang. Đồng thời tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh, hộ gia đình trong khu du lịch cùng dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang trưng bày hàng hóa gọn gàng, niêm yết giá các loại hàng hóa theo quy định. Cách phục vụ và giao tiếp với du khách phải hòa nhã, lịch sự, cầu thị, nhiệt tình, không chèo kéo, không tăng giá bất hợp lý. Thì chúng tôi cũng đã giao cho đó là cái ban lãnh đạo của ấp Hòn Chẹm tổ chức là giữ xe hai bánh. Bên cạnh đó thì cũng cử một số cán bộ là trực là 24/24 là sắp xếp các thứ tự để xe vô bãi đậu cho nó có cái trật tự và an toàn để cho du khách đến tham quan. Còn về cái biển thì về phía biển thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho bộ phận chuyên môn của trung tâm là cấm cờ giới hạn cho du khách tắm để đảm bảo an toàn khi du khách tắm ở tại biển trong cái dịp lễ 2 tháng 9. Với việc chuẩn bị tích cực chu đáo, lượng du khách đến tham quan du lịch tại khu du lịch chùa Hang Hòn Phụ Tử năm nay sẽ đạt theo kế hoạch đề ra, qua đó tạo tiền đề cho bước phát triển của ngành du lịch huyện Kiên Lương trong những năm tiếp theo.